Có lẽ Hồng Kông đã quá quen thuộc với thế hệ 80-90 qua các bộ phim TVB. Ngoài phim ảnh, Hồng Kông còn có các bài hát huyền thoại hay các thần tượng làm điên đảo khắp châu Á. Hồng Kông là một trong những thành phố hiện đại và năng động bậc nhất châu Á, được mệnh danh là thành phố không bao giờ ngủ. Thật ra mình chưa có kế hoạch cho Hồng Kông. Chuyến đi này vô cùng bất ngờ nhưng lại vui hết biết khi bạn mình rủ bất chợt. Do lúc đầu kế hoạch của mình là đi Hàn, vì hạn visa Hàn của mình sắp hết, nhưng may mắn mình đậu visa Hồng Kông, thế là đi thôi. Hiện tại nhà ướp cánh Hồng Kông đã bỏ đóng dấu mộc nhưng vẫn điền một cái form bé bé. Lưu ý giữ kỹ form này cho đến lúc rời khỏi Hồng Kông. Bây giờ mình sẽ làm thủ tục nhập cảnh. Đây, các bạn này chưa có điền ở trên máy bay cho nên giờ phải đứng đây điền. Đối với passport Việt Nam thì mình phải xin visa để nhập cảnh Hồng Kông. Nộp e-visa, xét duyệt 2-4 tuần, phí 230 đô la Hồng Kông, khoảng 700.000 tiền Việt. Tối đa nhập cảnh 7 ngày trong 3 tháng cho e-visa du lịch. Theo kinh nghiệm của cá nhân mình thì đối với các quốc gia bỏ đóng mộc như Hồng Kông, Singapore thì sau khi đi du lịch về thì nên giữ lại vé, e-visa, các chứng từ có liên quan đến chuyến đi. Để nếu có xin visa cho các nước khác thì mình có dữ liệu để chứng minh. Bây giờ mình chuyến đi này mình bay với Vietnam Airlines, giá vé khoảng là 4.9 triệu, có 23 kg ký gửi, 10 kg sách tay. Lúc đầu mình cứ nghĩ chuyến bay ngắn chỉ có bánh ăn nhẹ, nhưng không ngờ có cả suất ăn luôn. Tên Hồng Kông trong tiếng Quảng Đông nghĩa là hương cảng, hay ngày xưa còn được gọi là xứ cảng thơm. Hồng Kông là nơi xuất khẩu trầm hương với số lượng lớn, do đó tên gọi xứ cảng thơm cũng bắt đầu từ đây. Bây giờ mình sẽ vô đây để lấy một cái code, lấy voucher 100 đô Hồng Kông. Say hello các nè. Ê, người vừa bị bắt. Chào quá trời luôn. Mà không ai gặp chúng tôi. Từ nhiều thế kỷ trước, Hồng Kông là hải cảng tấp nập những thương thuyền Tây phương mang hàng hóa sản xuất từ châu Âu sang trao đổi với trà, dược liệu, gia vị, tơ lụa của Trung Hoa. Ngày nay Hồng Kông vẫn còn giữ danh tiếng đó và là thiên đường mua sắm có 102 trên thế giới. Thứ CT kìa. Yeah. Thứ CD đến đến kim kia nữa. Ở trên phía trên, rồi bám thấy đường mình tụi nghiệp bảo quá. A13. Sao tại sao mình không có cái chỗ nào mình hello Hồng Kông là gì trời trời. Yeah, bây giờ tụi mình sẽ đón xe để đi về khách sạn V2C đi. Oh, tàu điện bên kia. Mình đi điện, tàu điện hay là đi bus vậy? Ủa ta? Cái thẻ của mình có phải chạc tiền vô không vậy? Chứ mình phải chạc tiền. Ôi em muốn đổi tiền. Em muốn đổi một ít để em giữ trong người. Chết cha rồi. Mọi người đừng gấp quá, em không biết đường. Nói nghe nè, em đổi ít tiền em giữ cái. Chỉ với một chiếc thẻ Octobook mình đã có thể vi vu được khắp mọi nơi ở Hồng Kông, từ xe buýt, tàu điện MTR, minivan, đinh đinh, đi phà, ngoại trừ taxi. Bây giờ tụi mình đang tìm đường để về khách sạn. Đây, những gương mặt mà lo chụp hình các thứ rồi không có để tiền vô thẻ, không có còn gì. Cứ đi và đi vậy thôi. Mình đang chờ bỏ tiền vô thẻ.
Đây là lai tàu để vô trong city. Nhưng mà bận vô này tụi mình sẽ đi bằng xe bus. Ngoài ra thẻ tôi muốn ông thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, nhiều nhà hàng, quán ăn lớn nhỏ và Google luôn chỉ đúng nơi mình muốn đến. Đây là trạm xe bus tại sân bay Hồng Kông. Bạn có thể mua trước thẻ autobus ở các trang web và đổi tại sân bay. Nhớ xem thời gian mở cửa của các hãng mình đặt để tiện việc đổi thẻ nha. Hoặc có thể mua tại các quầy MTA ở sân bay cũng đều được. Rồi, không kịp rồi hả? Rồi, hẹn gặp lại em Chiến sau. A few moments later. Thẻ autobus giá khoảng $200 Hồng Kông, gồm 50 đô phí cọc thẻ, 150 đô số dư khả dụng. Hết tiền thì cứ tới các trạm MTA nạp vào. Chú ý máy nạp tự động chỉ nhận mệnh giá 50 và 100 đô la Hồng Kông. Tới ngày về thì ra quầy tại sân bay trả thẻ, lấy lại tiền dư và bị trừ mỗi thẻ 11 đô la Hồng Kông. Hồng Kông có dân số khoảng 7,5 triệu dân với diện tích là 1.104 km2. Phần lớn lãnh thổ là đồi núi với gần 25% là phát triển. Phần diện tích đất còn lại chủ yếu là không gian đồi núi và cây xanh với khoảng 40% đất được dành cho công viên thôn quê và các khu dự trữ thiên nhiên. Vì vậy nơi đây không chỉ mang đến vẻ đẹp của sự sầm uất với những khu trung tâm mua sắm lớn, những tòa cao ốc chọc trời, mà còn có không gian yên tĩnh thơ mộng ở những khu vực xa thành phố. Do đất đai chật chội nên Hồng Kông còn rất ít tòa nhà lịch sử tồn tại, thay vào đó thành phố đã trở thành một trung tâm của kiến trúc hiện đại. Đặc biệt là ở khu vực trung tâm, các ngôi nhà chọc trời thương mại dày đặc dọc theo bến cảng Victoria là một trong những địa điểm thu hút du khách. Hồng Kông là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa Đông Tây, tạo nên một vùng đất vô cùng độc đáo và thú vị, vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Đây là khách sạn mình sẽ ở mấy ngày tới. Yeah, oh my god. Shop quay, ở mình đi xuống đây nè. Mình phải đi xuống một cái subway. Mình xin nhắc lại một chút, Hồng Kông là một đặc khu hành chính thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng vẫn sử dụng tiền tệ, ngôn ngữ và hệ thống pháp lý riêng. Hồng Kông nằm ở phía nam Trung Quốc, bao gồm đảo Hồng Kông, đảo Đại Nhĩ Sơn, bán đảo Cửu Long, Tân Giới và khoảng 260 đảo lớn nhỏ nằm rải rác. Ở trong đây. Chút nữa xuống chợ. Đúng rồi. Sorry. Đi lên tầng 2. L2. L2 là lầu 2 hả? Ừ. Trời ơi, tiếng Việt luôn. Đúng rồi. Ok, đây là tiếng Việt. Ủa tại sao mình đi vô cái khu vực à vô đây hả? Không, đóng cửa rồi. Tụi mình sẽ check in rồi đấy.
máy có ghế ngồi. Trong thang máy có ghế ngồi nữa nè. Ôi, nhìn thiệt là sang trọng quý phái. Mình đây cũng có được. Ngồi ghế đi. Ủa, anh lâu mấy? Mắc ngồi. Bao nhiêu? Tưởng cùng với 33 hả? Đáp đâu vậy? Nó cháy đèn là được đó. Trời ơi, thấy ghê chưa? Sang trọng quý phái. Mày dùng bàn đổ ở rất là vui vẻ. Thôi nếu thích nội dung này, cả nhà đừng quên bấm like, subscribe và share kênh mình nha. Vì mỗi like, subscribe và share sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình chia sẻ thêm nhiều chuyến đi của mình đến cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.